Xin chào các quý vị đồng nghiệp, chào thầy Khôi, chào các bạn trong ban tổ chức. Cảm ơn các bạn đã có ý tưởng tổ chức cái buổi này. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong vòng khoảng 45 phút về vấn đề là chẩn đoán hình ảnh của lao trong hệ thống thần kinh trung ương. Nó nằm trong chuỗi các cái bài về cái vấn đề là chẩn đoán lao mà các cái bằng chứng về vi sinh khó khăn và thậm chí là không rõ ràng. Về nội dung của cái bài này thì là chúng ta sẽ nói về các cái thể lao thần kinh trung ương, cái khái niệm dịch tễ tôi sẽ không nhắc lại nữa, và nói vào các cái vấn đề về bệnh tật thôi. Thế thì đối với cả lao hệ thống thần kinh trung ương ấy thì là người ta chia ra là cái lao ở cái vùng não và lao ở cái vùng tủy. Thế tất nhiên là về mặt hình ảnh và cái cơ chế bệnh sinh thì nó cũng giống nhau. Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là về mặt phân loại thì có cái lao của cái màng não tủy. Thế cái nhóm thứ hai tức là cái lao của trong nhu mô não hoặc là trong nhu mô tủy. Thế cái loại thứ ba tức là có hỗn hợp, tức là có cả lao ở màng não lẫn lao ở trong nhu mô. Thế và trong cái bài này thì chúng ta cũng đặt ra một cái nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng, đấy là cái chẩn đoán phân biệt. Và trong đó chúng ta sẽ thấy là cái chẩn đoán phân biệt trong lao ấy, đôi khi cũng vô cùng là khó khăn. Về cơ chế bệnh sinh thì cái này thì cũng đã rất là thống nhất, tức là cái đường vào ấy thì là chúng ta thấy là phổ biến nhất đấy là qua phổi, sau đó thì là qua đường máu và phát tán đến các cái cơ quan khác. Tại đối với cả nhu mô não ấy thì là đầu tiên thì cái vi khuẩn lao ấy sẽ đọng lại ở cái vùng màng não và chủ yếu là hai cái màng là màng nhện và màng mềm, để dẫn đến cái tình trạng là lao màng não. Thế sau đó thì là các cái tổn thương có thể xâm lấn vào sâu hơn, dẫn đến các cái lao nhu mô não hoặc là chạy xuống lao ở cái vùng tủy sống. Thế và ngoài ra thì còn có một số những cái thể mà vô cùng hiếm gặp khác, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào vấn đề lao màng não và cái lao nhu mô não trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Về cái lao màng não ấy, thì có thể nói là đây là một cái lao màng não, lao mà phổ biến nhất trong cái các cái trường hợp mà lao của hệ thống thần kinh trung ương. Và về dịch tễ thì người ta thấy rằng là thường là gặp ở trẻ em hoặc là ở cái trẻ trưởng thành, chứ lao màng não thì là ít gặp hơn ở cái người mà nhiều tuổi. Và cái con đường bệnh sinh thì là cũng đã thống nhất, tức là cái không có cái chuyện là vi khuẩn lao là vào thẳng trong cái hệ thống thần kinh trung ương, mà thường là đi qua phổi sau đó qua đường máu và nó đọng lại ở các cái màng nuôi và màng các cái màng màng nuôi của tủy sống hoặc màng nuôi của màng não, màng nuôi hoặc là màng nhện. Đấy, sau đó thì là có thể là len lỏi vào các cái khoang chứa dịch não tủy, dẫn đến cái tình trạng là viêm của các cái não thất. Các cái triệu chứng lâm sàng ấy thì rất là đáng tiếc, thường là các triệu chứng lâm sàng thường rất là mờ nhạt. Ngoài các cái triệu chứng về nhiễm khuẩn như là có sốt, có đau đầu thì là chúng ta sẽ thấy là các cái triệu chứng hết sức là mơ hồ, có thể là giảm ý thức một chút ít, rồi thì có thể có cứng gáy hoặc là sợ ánh sáng, nhìn chung trong cái hội chứng của màng não. Thế nhưng mà về mặt chẩn đoán hình ảnh ấy thì chúng ta tiếp cận với một cái góc nhìn khác. Thường thì chúng ta phải tìm kiếm trong cái tam chứng. Cái thứ nhất tức là các cái biểu hiện là tổn thương ở cái vùng vùng màng não, đặc biệt là ở cái vùng nền sọ. Thứ hai nữa là thấy có cái hiện tượng là rối loạn cái hấp thu của của hệ thống dịch não tủy, dẫn đến cái tình trạng là ứ dịch não tủy. Và cái thứ ba nữa là chúng ta thấy có những cái tổn thương mạch máu ở cái vùng nền sọ, dẫn đến một cái tình trạng là có những cái biểu hiện của triệu chứng thiếu máu. Đó, ví dụ như là đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy cái hình ảnh của lao màng não và các cái tổn thương ấy tập trung chủ yếu là ở cái vùng nền sọ, với những cái biểu hiện là có những cái giải tăng ngấm thuốc, nó uốn khuôn theo các cái rãnh cuộn não hoặc là uốn khuôn theo các cái cấu trúc của nền sọ và ngấm thuốc thành hình viền. Đó, một cách rất là ấn tượng, những cái dấu hiệu như thế này thì thể hiện rằng là có một cái hiện tượng là viêm khá là lan tỏa ở cái vùng màng não nền sọ. Và thực ra thì với những cái hình ảnh như thế này ấy, thì rất ít khi có những cái bệnh khác để mà chúng ta có thể là chẩn đoán phân biệt. Thế và
Trong những cái trường hợp như này thì là dù sao ngoài cái chuyện là chẩn đoán hình ảnh thì cũng vẫn cứ phải kết hợp với cả cái xét nghiệm của dịch não tủy để khẳng định cái chẩn đoán. Trong cái tam chứng đó thì là ngoài cái chuyện là ngấm thuốc ở vùng nền sọ ra thì chúng ta thấy có cái rối loạn chuyển hóa, rối loạn dẫn lưu của dịch não tủy dẫn đến cái hiện tượng là ứ dịch não tủy, biểu hiện là có giãn các cái não thất, có thể thấy được rất là dễ dàng nếu như giãn nhiều trên CT, hoặc là trong những trường hợp mà kín đáo hơn thì chúng ta có thể thấy ở trên cộng hưởng từ với những cái dấu hiệu như là giãn não thất hoặc là tăng ngấm dịch ở xung quanh màng não thất, và kèm theo đó thì trên cái trụy xung T1 sau tiêm thì chúng ta thấy có cái hiện tượng là ngấm thuốc thành giải của các cái cấu trúc của màng não ở cái vùng nền sọ. Cái trong cái tam chứng đó thì có ý thứ ba về mặt hình ảnh chúng ta cũng có thể quan sát được, đấy là các cái dấu hiệu của nhồi máu não. Đấy, ví dụ như ở đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy là có cái hình ảnh tổn thương của nhu mô não có vẻ như là tập trung tạo thành ra một cái hình thang trong cái diện tưới máu của cái động mạch não giữa. Thế và ở đây trên cái hình ảnh CT thì chúng ta thấy là có cái hiện tượng là ngấm thuốc rất mạnh ở cái vùng màng não nền sọ, kèm theo đó là có những cái tổn thương ngấm thuốc thể hiện một cái quá trình viêm nó vây xung quanh cái động mạch não giữa, nhánh M1 của động mạch não giữa bên trái, dẫn đến các cái dấu hiệu tổn thương ở cái vùng ngoại vi, có nghĩa là chúng ta thấy có một cái vùng giảm tỷ trọng ở trên hình ảnh cộng hưởng từ, thấy rõ hơn vùng thay đổi tín hiệu dựa theo cái đường đi của động mạch não giữa. Đấy, cái này thì chắc chắn rằng là cái hiện tượng này nó là cái hậu quả của cái động mạch não giữa là bị hẹp, thậm chí là bị tắc, và cái cơ chế đấy là do cái tổn thương lao gây ra hiện tượng là viêm xung quanh các cái mạch máu, làm hẹp lòng mạch và thậm chí làm tắc cái lòng mạch. Ngoài cái chuyện là gây ra tắc cái động mạch thì trong lao màng não cũng có thể là gây ra tắc tĩnh mạch nữa. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh của huyết khối nằm trong cái xoang tĩnh mạch, và các cái hình ảnh huyết khối như thế này ấy thì gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau. Đấy, có thể có cũng chẳng liên quan gì đến viêm cả, nhưng mà cũng có thể có những cái không liên quan gì đến lao cả, nhưng mà cũng có thể có huyết khối, ví dụ như là xuất phát từ một cái điểm viêm nhiễm ở vùng hàm mặt thì huyết khối có thể lan vào vùng xoang hang rồi lan đến các cái xoang, có thể là xoang dọc trên hoặc là xoang sigma, vân vân. Thế thì cái dấu hiệu một mình cái dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch này không thể hiện rằng đấy là lao, mà cái này nó là một cái biến chứng mà có thể gặp ở trong lao. Cái tổn thương ở nền sọ ấy thì không chỉ là chúng ta có thể nhìn thấy được bằng các cái giải ngấm thuốc mà uốn khuôn theo các cái rãnh cuộn não ở vùng nền sọ, mà chúng ta có thể thấy được là ở trên hình ảnh là các cái dấu hiệu là các cái dây thần kinh chạy qua cái vùng nền sọ, các dây thần kinh sọ ấy sẽ ngấm thuốc, và người ta thấy rằng là các dấu hiệu của các cái dây thần kinh này dày lên và ngấm thuốc có thể gặp trong từ 20 đến 70% các cái trường hợp mà bị lao màng não. Và các cái dây thần kinh mà hay gặp đấy là các cái dây thần kinh 2 3 4 6, bởi vì là những cái dây thần kinh này thì nó liên quan đến cái vùng liên quan đến thị lực và liên quan đến vận nhãn, hoặc là dây thần kinh số 7 nó liên quan đến các cái triệu chứng liệt mặt, là những cái mà nó dễ biểu hiện trên lâm sàng cũng như là chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy cái đường đi của nó. Ví dụ như ở đây là một cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy cái dây thần kinh nó tăng ngấm thuốc lên. Cái dây số 3, ví dụ như ở đây là cái dây có thể là dây thần kinh số 5. Thì trong những cái trường hợp này chúng ta thấy là cái dây thần kinh sẽ ngấm thuốc mạnh trong các cái tư thế, trong các cái sung mà sau tiêm. Và kèm theo đó thì lâm sàng có các cái triệu chứng mà chúng ta có thể đánh giá được. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân của bệnh viện phổi Trung ương, một bệnh nhân nam 42 tuổi. Bệnh nhân này thì là ngoài các cái triệu chứng như là đau đầu, rồi có một số những cái triệu chứng về mặt thần kinh mang tính chất rất là mờ nhạt, nhưng mà cũng làm cho bệnh nhân đến viện. Thế thì trên cái trường hợp này thì chúng ta thấy là sau tiêm thì thấy thuốc ngấm thuốc rất là mạnh. Đây là cái hình ảnh hết sức điển hình của cái ngấm thuốc vùng ngấm thuốc màng não ở cái vùng nền sọ. Thế ngoài các cái tổn thương màng não ở vùng nền sọ thì là chúng ta thấy là các cái tổn thương cũng đã gây ra các cái ảnh hưởng phù não và gây ra các cái tổn thương ở vùng trong nhu mô não. Đây là một cái bệnh nhân khác, một bệnh nhân nữ 38 tuổi, và có cái bệnh nhân này thì là có một cái tiền sử HIV đã nhiều năm và đã được điều trị tốt, được theo dõi tốt, mặc dù là CD4 tốt, nhưng mà rõ ràng là cái
cái miễn dịch của bệnh nhân cũng là một cái yếu tố thuận lợi để cho lao phát triển. Trên cái hình ảnh này thì ngoài những cái dấu hiệu của cái ngấm thuốc theo phạm vi của màng não thì chúng ta thấy là bắt đầu có những cái tổn thương xâm lấn vào trong cái nhu mô não, và kèm theo đó thì là cái hình ảnh của giãn các cái não thất thể hiện có cái quá trình rối loạn điều tiết của cái dịch não tủy. Ở đây là có cái hiện tượng ứ dịch não tủy. Sâu hơn so với màng não thì là đấy là cái lao của cái nhu mô não. Lao của nhu mô não thì là có thể biểu hiện bằng một số những cái thể khác nhau. Cái thể đầu tiên tức là nó tạo ra những cái cục lao, tức là những cái tổ chức hạt mà trong đó thì gây ra bởi các cái tổ chức hạt của lao. Đây là cái cục lao là cái hình thức mà cái u lao hay cục lao này là cái hình thức mà phổ biến nhất, hay hay gặp nhất. Ngoài ra thì có thể tạo ra các cái mảng của các cái u lao, hoặc là lao thể kê, hoặc là tạo ra những cái ổ áp xe lạnh ở trong nhu mô não. Thế thì rồi thì hiếm gặp hơn nữa đấy là các cái bệnh lý não do lao. Chúng ta sẽ đi qua một số những cái nhóm bệnh lý đó. Cái đầu tiên đấy là cái thể mà hay gặp nhất, đấy là những cái u lao hay là những cái cổ lao. Những cái cổ lao là cái thể mà thường thấy nhất trong các cái thể lao của nhu mô não. Nó có thể là một ổ hoặc là nhiều ổ, và cái vị trí mà hay gặp ấy thì thường là gặp ở cái vùng chuyển tiếp giữa cái chất xám và chất trắng, tức là nó cứ chạy theo cái viền của chất xám. Sau khi xâm nhập từ phía màng não vào ấy thì là tổn thương sẽ dừng lại cái vùng giữa chất xám và cái chất trắng đó và phát triển ở đó. Và về mặt vị trí thì người ta thấy rằng là đối với trẻ con ấy thì chúng ta thấy cái tổn thương gặp ở dưới lều nhiều hơn, còn ở người lớn ấy thì gặp ở trên lều nhiều hơn. Và có thể nói rằng là trong những cái trường hợp mà nếu như cái tổn thương phổi là cái tổn thương lao kê thì người ta thấy rằng là cái tổn thương lao của nhu mô não ở trên ấy cũng rất là thường gặp, mặc dù là không có cái triệu chứng lâm sàng gì. Thế cho nên là trong trường hợp lao kê ở phổi chúng ta luôn luôn có cái phản xạ là làm cộng hưởng từ để xem có cái lao nhu mô não ở phía trên hay không. Cái củ lao ở trong nhu mô não ấy thì theo cái tính chất hoại tử và theo cái tính chất tiến triển của cái củ lao đó, của cái u lao đó mà được chia thành bốn cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên tức là cái giai đoạn đã có hình thành cái củ lao rồi, có hình thành một cái khối khối u lao, thế nhưng mà chưa có cái hoại tử mã đậu. Thế còn cái giai đoạn mà tiến triển lâu hơn thì sẽ có cái u lao đó nhưng mà đi kèm theo là có các cái hoại tử mã đậu. Thế còn thì ở những cái giai đoạn mà tiến triển hơn nữa thì có cái hiện tượng là ngoài cái tổn thương mã đậu ra thì nó còn có các cái quá trình dịch hóa tạo thành ra các cái ổ dịch, ổ áp xe, một những cái ổ áp xe mà giàu các cái tổ chức hoại tử mã đậu cũng như có dịch ở bên trong. Và cái giai đoạn mà tiến triển lâu hơn nữa và tiến triển theo theo chiều hướng tốt, có nghĩa rằng là nó vôi hóa, ổn định được cái tổn thương và nó vôi hóa. Như vậy là có bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tức là một cái củ lao mà chưa mã đậu hóa. Giai đoạn thứ hai là củ lao nhưng mà đã mã đậu hóa rồi. Cái giai đoạn thứ ba tức là ngoài cái mã đậu hóa thì nó còn có các cái dịch ở bên trong nữa. Và cái thứ tư nữa là cái giai đoạn mà vôi hóa. Thì đây là cái bảng tổng kết, chúng ta cũng có thể là sẽ không nhớ được hết các cái chi tiết. Ví dụ như là T1 thì trong cái trường hợp mà đang 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 mới thành củ lao thôi mà nó chưa chưa mã đậu hóa thì các cái tín hiệu của nó như thế nào. Cái này thì trong nữa chúng ta sẽ lần lượt đi qua một vài các cái ví dụ để chúng ta cảm nhận được nó. Chứ còn cái bảng này thì chúng ta không thể ngay một lúc mà chúng ta nhớ được. Đây nói ví dụ, đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là về hình ảnh ấy thì là trên cái chuỗi xung T1 thì thấy có cái tổn thương ở cái vùng tùy trán nằm ở cái vùng sát với cả vỏ não. Trên cái chuỗi xung T2 thì chúng ta thấy là cái tổn thương này nó nằm trong một cái vùng phù não tăng tín hiệu trên chuỗi xung T2. Còn sau tiêm thì thấy là cả cái củ này thì là ngấm thuốc đồng đều, không có các cái vùng chống thuốc ở giữa. Tức là cái trường hợp này thì là sau khi mà đã được chẩn đoán là lao của nhu mô não đấy bằng các cái bằng chứng sinh học thì chúng ta về mặt hình ảnh chúng ta nói rằng là đây là một cái củ lao mà chưa có mã đậu hóa, tức là chưa có các cái trung tâm hoại tử ở giữa. Thế còn đây là một cái trường hợp mà
tổn thương cũng ở cái thùy chán, và chúng ta thấy rằng là trên cái chuỗi xung T1 thì là chúng ta thấy cả một cái vùng tổn thương ở thùy chán có cái dấu hiệu phù não ở trên cái chuỗi xung T2 vây xung quanh một cái vùng tổn thương, và cái vùng này thì là nấm thuốc hình viền. Cái nấm thuốc hình viền này nó thể hiện cái tính chất của một cái tổ chức hạt, tức là một cái vùng mà tăng sinh mạch máu ở xung quanh với có một cái vùng hoại tử ở giữa. Thế thì với ba cái tính chất này thì chúng ta nói rằng là đây là tất nhiên là được khẳng định bằng các cái phản ứng sinh học khác để thấy được đây là cái nguyên nhân của lao. Thế thì khi đó chúng ta sẽ chẩn đoán là một cái củ lao mà đã có cái hoại tử bã đậu, nhưng mà hoại tử bã đậu một cái thể đặc. Thế còn ở đây thì chúng ta thấy là hơi khác một chút với cả cái tình huống ở trên, tức là trong cái vùng phù não này thì chúng ta thấy có một cái vùng tổn thương với một cái có một cái vỏ rất là rõ, vỏ giảm tín hiệu trên chuỗi xung T2, và bên trong cái vỏ đó thì thấy có một cái vùng tăng tín hiệu hỗn hợp, để tăng tín hiệu trung gian hỗn hợp. Thì cái vùng này ấy, thì nó tương ứng với cả những cái tổn thương bã đậu hóa mà nó cũng đã dịch hóa, nó hoại tử ở bên trong, hoại tử hơn nữa. Và trên cái hình ảnh sau tiêm thì chúng ta thấy là cái tổn thương ở bên trong ấy thì nó không hề ngấm thuốc, bởi vì cái đây là cái tổ chức hoại tử và cái tổ chức bã đậu hóa. Thế thì cộng lại các tín hiệu trên T1, T2 và sau tiêm thì chúng ta có thể nói rằng là đây là cái hình ảnh của cái u lao, cái củ lao ở trong nhu mô não mà đã có cái hoại tử bã đậu, và cái vùng hoại tử bã đậu này thì cũng đã đang chuyển sang cái giai đoạn dịch hóa để tạo thành ra một cái ổ áp xe, một cái ổ áp xe lạnh. Thế còn đây là cái giai đoạn là mà đã ổn định, thì cái tổn thương lao khi đó nó được thể hiện bằng một cái nốt vôi hóa. Thì tất nhiên là bằng cái hình ảnh này thì chúng ta không thể nói được là đây là lao hay không, bởi vì là cái hình ảnh này thì có thể nhầm với cả rất là nhiều các cái bệnh khác, ví dụ như là các cái dị dạng tĩnh mạch nó cũng có thể có các vôi hóa như thế này. Nhưng mà đây là những cái mà chẩn đoán sau khi đã được chẩn đoán là lao và theo dõi lâu dài, nhất là những trường hợp mà đáp ứng tốt, điều trị tốt thì nó sẽ để lại những tổn thương vôi hóa. Đấy là bốn cái giai đoạn của cái lao của nhu mô não. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta sẽ có thể là quan sát thấy ở trên tất cả các cái chuỗi xung ở đây, chuỗi xung T2, chuỗi xung T1, rồi chuỗi xung Flare và cái chuỗi xung sau tiêm. Thế thì chúng ta cũng thử suy nghĩ xem là đây là một cái trường hợp mà cái tất nhiên là bằng hình ảnh này thì tôi nhắc lại là chúng ta cũng khó mà có thể nói được là lao, nhưng mà bằng các cái xét nghiệm sinh học, bằng các xét nghiệm chọc dịch não tủy thì chúng ta đã tìm được cái nguyên nhân là lao rồi. Bây giờ với một cái bệnh cảnh là đã biết đây là một cái lao, và với một cái hình ảnh như thế này thì chúng ta xếp loại cái tổn thương này là một cái củ lao mà chưa bã đậu hóa, hay đây là một cái củ lao đã bã đậu hóa dưới dạng đặc, hay đây là một cái củ lao đã bã đậu hóa và có cái hoại tử và có cái ngấm dịch để trở thành một cái ổ áp xe, hay đây là một cái củ lao vôi hóa. Có bốn cái sự lựa chọn này. Bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật là mở cái câu hỏi đó ra. Bây giờ với cái hình ảnh như thế này thì mời các đồng nghiệp đánh giá là nó ở trong cái giai đoạn nào. Giai đoạn với các đồng nghiệp, chúng ta có 15 giây.
Nhờ bên kỹ thuật chuyển cả cohort cho thầy ấy để thầy nhìn được kết quả nhé. Dụng với cần em chuyển cohort cho thầy nhé. Dạ thầy nhìn Có nhìn kết nhìn quả thấy, rồi ạ. tôi có nhìn thấy. Hiện nay thì là trên số liệu online ấy, thì là có 538 người tham gia và hiện nay mới có 200 người trả lời. Thế cái này cũng động viên khuyến khích các đồng nghiệp là chúng ta phải sẵn sàng tay vào bàn phím, tay vào màn hình để mà chúng ta có thể là tham gia một cách tích cực. Vấn đề đúng sai không quan trọng và vấn đề là chúng ta phải theo dõi được cái nội dung của nó thì mới chúng ta mới có thể là tiếp thu được. Ok, thì tôi nghĩ rằng là như thế này cũng là được rồi. Câu hỏi sau thì là đề nghị các đồng nghiệp sẽ phải nhanh tay hơn. Đấy, chúng ta không để quá mất thời gian. Thế thì trong cái trường hợp này thì là kết thúc cái phần câu hỏi thứ nhất thì có 17% thì chẩn đoán là đây là một cái hoại, đây là một cái củ lao, một cái u lao. Củ lao hay u lao thì đấy là do cách gọi của chúng ta thôi. Chúng ta cứ gọi là cái, tức là có ba cái từ thuật ngữ, tức là cái u hạt, cái thứ hai nữa là cái u lao và cái thứ ba nữa là một cái củ lao. Ở đây chúng ta dùng là cái nếu như theo cái từ của giải phẫu bệnh ấy, tức là một cái u hạt mà chưa, u hạt mà đã mã độ hóa hay chưa mã độ hóa, u hạt do lao. Đấy là cái từ mà theo giải phẫu bệnh thì có vẻ như là chuẩn mực nhất. Trong cái phần này thì là có 17% chẩn đoán là cái u hạt mà chưa mã độ hóa, 30% chẩn đoán là u hạt đã mã độ hóa rồi, và 43% chẩn đoán cái lựa chọn 3, tức là cái u hạt đã mã độ hóa và đã có cái dịch hóa ở bên trong, và có 11% nói là có cái vôi hóa. Thế chúng ta là lần lượt vào phân tích cái tổn thương này. Thế thì cái đầu tiên mà nói là đối với cả cộng hưởng từ ấy là chúng ta rất khó để nói là có vôi hóa hay không. Cho nên là cái câu hỏi thứ tư, cái giai đoạn thứ tư ấy, là cái giai đoạn mà chúng ta phải dựa vào CT chứ không phải dựa vào cộng hưởng từ. Bây giờ còn lại là cái tổn thương này đã có hoại tử mã độ hóa hay chưa. Thế thì chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh ở phía dưới này, hình ảnh D này, thì thấy là có cái vùng không ngấm thuốc ở giữa. Thì cái vùng này chứng tỏ rằng là cái vùng mà nó đã hoại tử, cho nên là thuốc nó chỉ ngấm thuốc hình viền, nó không ngấm vào trung tâm. Thế cho nên là chắc chắn rằng là cái này đã có hoại tử. Đấy, thì chúng ta cái loại đi cái lựa chọn 1, chỉ còn lại lựa chọn 2 hay là lựa chọn 3 thôi. Lựa chọn 2 có nghĩa rằng là cái vùng này là đã hoại tử nhưng mà nó mới chỉ hoại tử mã động, chưa có dịch hóa. Thế còn khi mà nó đã dịch hóa ấy, thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy cái trung tâm của nó tăng tín hiệu hơn trên cái chuỗi xung T2. Thế quay lại cái hình A ở phía trên này thì chúng ta thấy là cái hình T2 ở đây thì không thấy có cái trung tâm tăng tín hiệu. Thế cho nên là trong trường hợp này ấy, cái câu trả lời đúng ở đây đấy là cái hình ảnh của các cái u hạt mà đã có hoại tử mã động ở giữa. Tức là cái lựa chọn 2 là lựa chọn đúng. Trong trường hợp này là chúng ta mới có 30% trả lời đúng. Và đi tiếp. Rất là cảm ơn các đồng nghiệp đã tham gia một cách rất là tích cực. Chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chứng minh sự đúng đắn của mình hơn. Trường hợp này đấy là cái u lao mà đã mã độ hóa. Thế trong cái u lao ấy thì là đây là những cái đây là hai cái tình huống mà chúng ta cũng thấy rằng là trên cái hình ảnh này thì chúng ta cũng có thể thấy được ở cái hình ảnh ở phía trên một cái tổn thương khá là to, thế nhưng mà cái vùng ở giữa là đều là giảm tín hiệu trên cái chuỗi xung T2 và không có hạn chế khuếch tán. Thế và trên sau tiêm ấy thì là ngấm thuốc thành hình viền. Thế thì cái này trên cái hình ảnh này chúng ta cũng có thể thấy được đây là một cái hình ảnh cái u hạt do lao, tức là một cái u lao mà đã mã động hóa nhưng mà chưa dịch hóa. Có nghĩa rằng là cái tổ chức hoại tử ở bên trong này khá là đồng nhất và nó chứa các cái tổ chức bã đậu ở bên trong. Và cái tổ chức bã đậu đấy thì là nó rất là giàu về về lipid, giàu giàu về mỡ. Thế cho nên là trên cái hình ảnh phổ ấy, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái đỉnh, có một cái xin lỗi các bạn. Trên cái hình ảnh phổ ở đây thì là chúng ta thấy có một cái đỉnh lipid. Đỉnh lipid với cái giá trị của nó thường là vào khoảng độ 1,2.
thì chỉ có duy nhất một cái đỉnh thôi, một cái đỉnh nhọn như thế này. Thế còn ở dưới này thì chúng ta cũng thấy là đây là một cái tổn thương u u hạt. Thế và cái tổn thương này thì là có bờ viền, có cái bờ viền ngấm thuốc, và ở phía giữa thì là có cái hiện tượng là tăng tín hiệu trung gian. Cái này là cái hình ảnh mà chúng ta đã xem đấy, nó gợi ý rằng là bên trong này cái mật độ dịch nó cao hơn so với cả cái hình ảnh ở trên. Thế và trên cái hình ảnh phổ ở đây thì là chúng ta thấy là ngoài cái đỉnh lipid, tức là thể hiện rằng là có cái hoại tử bã đậu ở bên trong, thì chúng ta có thể thấy là có cả cái đỉnh colin cũng rất là cao, cái thể hiện rằng là có tổ chức hoại tử, rồi có cái tổ chức dịch ở bên trong là cái tổ chức dịch hoại tử, có cái đỉnh colin cao. Đấy, thế cho nên là ở đây chúng ta thấy có thêm một cái khái niệm nữa, ngoài cái chuyện là hình thái, ngoài cái dấu hiệu là động học ngấm thuốc, thì chúng ta có thể là dùng phổ để đánh giá xem là cái chất hoại tử ở bên trong này nó là cái gì. Nếu như chất hoại tử bên trong này chỉ là đơn thuần là lipid với một cái đỉnh đơn độc, thì đấy là cái hoại tử bã đậu mà chưa có dịch hóa. Khi đã hoại tử thành dịch rồi thì chúng ta thấy thấy thêm có cái đỉnh colin. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt. Tức là trông thì có vẻ cũng giống như là các cái u lao đấy, giống như là các cái u hạt là do lao. Tức là xin lỗi tùy. Đây giống như là cái u hạt do lao. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy là cái viền có một cái viền ngấm thuốc, và ở giữa thì là có giảm tín hiệu. Cái câu hỏi đặt ra là liệu cái giảm tín hiệu này nó là cái hoại tử bã đậu hay nó còn có những cái nguyên nhân gì khác nữa. Thế thì ở đây nếu như mà để ý kỹ thì là chúng ta thấy là có những cái tổn thương mà cái vùng giảm tín hiệu ở bên trong ấy, nó không phải là nó được vây xung quanh bởi một cái viền ngấm thuốc, mà nó có vẻ như là cái vùng giảm tín hiệu này nó bắt đầu từ thành ra. Đấy, thì cái hình ảnh này cũng phải đặt ra vấn đề chẩn đoán phân biệt với cả cái bệnh gọi là bệnh ấu trùng sán lợn não, cysticercose. Cái bệnh này thì vô cùng phổ biến ở Việt Nam, bởi vì là chúng ta là cái văn hóa chúng ta là hay ăn những cái đồ sống. Thế nên nó tạo ra các cái hình ảnh có cái đầu sán nó nằm xung quanh một cái tổ chức viêm hạt đấy, ngấm thuốc thành hình viền, nhưng mà có một cái chỗ thì nó là có cái đầu sán nó sẽ mọc chồi vào bên trong cái nang sán này. Đấy, thì cái hình ảnh này là hình ảnh ấu trùng sán lợn. Cái này thì gặp rất là phổ biến ở Việt Nam. Một cái tổn thương nữa mà chúng ta cũng cần phải chẩn đoán phân biệt, đấy là chẩn đoán phân biệt giữa cái u lao với cả các cái tổn thương di căn. Có thể nói rằng là ở những cái bệnh viện như là bệnh viện phổi thì sẽ gặp u lao nhiều hơn, còn ở những cái bệnh viện ung thư thì sẽ gặp cái di căn nhiều hơn. Nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những cái tình huống là hai cái bệnh này rất là khó chẩn đoán phân biệt với nhau. Thế để chẩn đoán phân biệt thì là chúng ta sẽ dựa vào là cái tín hiệu T2. Tín hiệu T2 trong cái trường hợp mà di căn ấy thì là tăng tín hiệu, nhưng mà trong cái trường hợp mà u lao ấy thì cái vùng hoại tử bã đậu ấy nó lại là giảm tín hiệu như chúng ta thấy vừa nãy. Thêm thế nữa ấy, thì là trên cộng hưởng từ phổ thì chúng ta thấy là trong cái u lao ấy, nó rất là giàu lipid, cái đỉnh lipid nó cao. Đây nói ví dụ đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều các cái ổ tổn thương với cái viền ngấm thuốc ở xung quanh. Thế và trên cái chuỗi đây là cái chuỗi xung T1, đây chuỗi xung T2, và đây là cái hình ảnh sau tiêm. Kèm theo đó là cái hình ảnh phổ ở bên cạnh. Cái hình ảnh phổ này thì có thể là chưa quen thuộc lắm với đại đa phần các đồng nghiệp, nhưng mà chúng ta nên lưu ý rằng là hai cái đỉnh đấy là đỉnh lipid ở cái giá trị 1,2 và cái đỉnh colin ở cái giá trị khoảng 3,2. Thế thì ở đây là cái trường hợp mà có cả đỉnh lipid và đỉnh colin. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này chúng ta chẩn đoán đây là một cái u lao hay đây là một cái di căn. Đấy, mời bộ phận kỹ thuật cho cái phần poll số 2 lên để các đồng nghiệp chúng ta chẩn đoán đây là lao hay là đây là một cái metastasis. Mời các bạn, mời các đồng nghiệp chẩn đoán thật nhanh.
Đợt này thì là các đồng nghiệp đã nhanh tay hơn, có rất là đông đảo các đồng nghiệp đã tham gia biểu quyết. Đấy, trong cái trường hợp này thì là có 65% là chẩn đoán là cái u lao, và có 35% là chẩn đoán một cái di căn. Thế thì trong cái trường hợp này thì là chúng ta thấy là cái tổn thương cũng là cái nhiều các cái ổ ngấm thuốc hình viền, thế và nằm nằm trong một cái vùng phủ não rất là rộng, và trên cái này thì là chúng ta thấy là có cái đỉnh colin rất là rõ, kèm theo đó là một cái đỉnh cái phổ lipid rất là rộng. Cái này thì là đây là một cái trường hợp mà có cái di căn. Có thể nói rằng là những cái trường hợp này thì là chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều trên thực tế. Thế nếu như mà cái bệnh cảnh lâm sàng mà nó rõ là lao ở phổi vân vân thì còn dễ, chứ còn nếu như mà nó là ranh giới mà không tìm thấy cái nguồn gốc lao ở đâu, thế trong khi gặp ở cái người nhiều tuổi thì luôn luôn phải đặt ra cái vấn đề là đây là lao hay đây đây là cái củ lao hay đây là cái di căn, và cái đó là đôi khi là vô cùng là khó khăn. Đây là cái trường hợp mà cái tổn thương di căn. Đây là một cái trường hợp khác. Một cái trường hợp khác tức là chúng ta thấy rằng là ba cái hình ảnh ở bên A này là cái hình ảnh T2, hình ảnh T1 sau tiêm và cái diffusion, với một cái đặc điểm tổn thương nó cũng tựa tựa như là ba cái hình ảnh bên B này. Đấy, cũng là cái hình ảnh có những cái nét rất là tương đồng với nhau. Thế thì với ba cái hình ảnh như thế này ấy, thì là xin lỗi các bạn, là cũng có bạn đề nghị là viết ra tiếng Việt, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng có hai trường phái đấy. Có trường phái thì là muốn nói là viết cái gì cũng là viết ra tiếng Việt hết, nhưng mà trường phái thứ hai ngược lại là trong cái nhu cầu giao lưu quốc tế thì lại muốn viết là cái tên tiếng Anh của nó là cái gì. Thế thì đằng nào tôi cũng đã nói bằng tiếng Việt rồi thì chúng ta lắng nghe vậy. Chứ còn bây giờ không không có đủ thời gian để mà chúng ta sẽ ngồi viết lại ngay từ đầu. Thế thì trong cái trường hợp này bây giờ chúng ta tập trung vào cái câu hỏi ở đây. Với hai cái bệnh án A và bệnh án B này thì tất nhiên là có rất là nhiều các cái chỉ định, có rất nhiều các cái chẩn đoán khác nhau để mà chúng ta suy nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ chúng ta focus vào hai cái chẩn đoán phân biệt mang tính chất kinh điển. Đấy là cái u lao hay đấy là cái u nguyên bào thần kinh, cái glioblastoma, tức là cái u nguyên bào thần kinh, một trong những cái u thần kinh có cái độ ác tính rất là cao. GBM thường thì ở những cái bệnh viện mà chuyên về ung bướu thì chúng tôi gọi mãi nó cũng thành quen rồi. Nói đến GBM là ai cũng hiểu là cái u nguyên bào thần kinh. Vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy là vấn đề đặt ra là focus vào chỉ có hai cái tổn thương mà chúng ta cần phân biệt thôi, là cái u lao hay đấy là cái u tế bào thần kinh, u nguyên bào thần kinh đệm. Có các cái sự lựa có bốn sự lựa chọn ở đây. Cho rằng là đây là một cái tổn thương u lao. Đấy, cái chúng ta cho rằng đây là cái tổn thương u lao. Vậy thì cái u lao này nó nằm ở cái bệnh án A hay là bệnh án B, hay là chúng ta không thể phân biệt được hai cái hình ảnh này, chúng ta không biết cái nào là lao cả. Thế còn cái thứ tư nữa là không có ý kiến. Cái không có ý kiến này để giúp cho một số các đồng nghiệp mà khi mà chúng ta cũng không đủ cái data thì tốt nhất là chúng ta nói là chúng ta không có ý kiến. Thế còn thì chúng ta đã có đủ thông tin rồi mà chúng ta không phân biệt được, tức là chúng ta có hiểu biết rồi về cái bệnh này, đã gặp gỡ rồi nhưng mà không đủ data thì chúng ta nói là không thể phân biệt được. Còn nếu như đủ sức để phân biệt thì mời các đồng nghiệp vote là bệnh án A hay là bệnh án B. Mời bộ phận kỹ thuật cho cái biểu quyết lên ạ. Rất là tốt, cảm ơn các đồng nghiệp đã đánh giá rất là nhanh. Mọi người tiếp tục đi.
cái kết quả phải nói là cái này có cái nút là share reason để share cho tất cả mọi người. Đấy, kết quả phải nói là cũng rất là hay. Tức là trong cái trường hợp này thì là chúng ta thấy là 25% thì cho rằng là cái hình ảnh A này, cái bệnh án A này là cái tuberculosis. Thế còn 28% cũng xem như thế, cho rằng là cái bệnh án B này. Ok, có một số bạn Ok, thôi giờ có một số bạn hơi trục trặc với cái đường link. 25% thì cho rằng là cái bệnh án A là tuberculosis, 25-28% thì cho là bệnh án B tuberculosis. Thế còn thì khoảng độ 30% thì nói rằng là không phân biệt được. Và còn lại là khoảng độ 17% thì không có ý kiến gì. Thế thì phải nói rằng là đấy là một cái kết quả có thể nói rằng là hết sức là trung thực. Và đấy chính là cái câu chuyện mà chúng ta thấy hàng ngày ở các bệnh viện. Tức là cùng một cái bệnh nhân, cùng một cái bệnh án như nhau, nhưng mà đi đến bệnh viện này thì bảo là tuberculosis, nói ví dụ như là đến bệnh viện lao, bệnh phổi thì nói là tuberculosis, đến bệnh viện ca thì nói là GBM. Đấy, thế còn thì có thể đến một số những cái bệnh viện chuyên khoa về thần kinh khác thì nói rằng là cũng khó đấy, chưa phân biệt được đâu. Thế còn thì có một cái số tức là nói rằng là tôi cũng không nắm được cái vấn đề này. Đấy, đấy là cái này thì kết quả của chúng ta là cái ví dụ điển hình của cái thực tế bệnh nhân đang gặp phải nó cũng là như thế này. Thế thì cái tổn thương này thì công bằng ra mà nói thì chúng ta thấy rằng là nếu như chỉ dựa vào cái hình ảnh cộng hưởng từ thường quy, có nghĩa là dựa vào chuỗi xung T1, T2 sau tiêm và diffusion, thì có vẻ như là chúng ta thấy nó cũng tựa tựa như nhau, tức là có một cái khối nằm trong một cái vùng phủ não khá là rộng, sau khi tiêm thuốc thì ngấm thuốc hình viền. Thế cho nên là với cái hình ảnh này thì về mặt nguyên tắc là chúng ta không thể phân biệt được đây là một cái tuberculum hay đây là một cái u nguyên bào đệm thần kinh, u nguyên bào thần kinh đệm GBM. Thế cho nên là về mặt hình ảnh ra, nếu như mà không có bằng chứng của lao phổi, của rối loạn dịch não tủy, thì chúng ta phải tính đến cái chuyện là phải có những cái thông tin bổ sung. Mà thông tin bổ sung đấy ấy là cộng hưởng từ phổi, hoặc là các cái mốt nó hơi mang tính chất hoa mỹ, giá trị cũng không nhiều. Đấy là cái chụp cộng hưởng từ, gọi là chụp cộng hưởng từ chuyển chuyển từ cái MT MRI đấy. Thế thì ở đây quay lại cái chủ đề mà chúng ta đã ít nhiều là quen thuộc, đấy là cái chụp cộng hưởng từ phổi. Thì trong chụp cộng hưởng từ phổi ấy thì hai hai cái hai cái u lao với cả cái GBM nó khác nhau ở chỗ là trong cái GBM ấy thì là cái đỉnh colin cao hơn rất nhiều so với cả cái NAA. Đỉnh NAA thì là giảm còn đỉnh colin thì là cao. Thế còn trong cái trường hợp là một cái u lao thì chúng ta thấy là đỉnh NAA cũng còn khá là cao, colin thay đổi không đáng kể so với đỉnh NAA. Thế thì tóm lại là cái trong trường hợp này thì là đây là một cái trường hợp mà là lao lao củ lao, còn đây là một cái trường hợp mà GBM với cái hình ảnh phổ điển hình hơn. Xin mời bệnh nhân số 17. Xin lỗi tôi phải xử lý. Chúng ta đi tiếp sang một cái thể nữa của cái lao trong nhu mô não, tức là chúng ta thấy là có rất là nhiều các cái nốt ngấm thuốc nằm rải rác ở trong nhu mô não. Thì cái này nó tương ứng với cả cái lao thể kê, thường là tương ứng với cả cái bệnh cảnh lâm sàng rất là nặng nề về về vấn đề bệnh cảnh lao. Về chẩn đoán phân biệt ấy, thì chẩn đoán phân biệt những cái trường hợp này thì có rất là nhiều các cái bệnh lý khác nhau, ngay kể cả các cái tổn thương u lao ở phía trước thì cũng có nhiều các cái chẩn đoán phân biệt nữa. Đấy, thì đối với cả cái lao mà thể kê này thì là cũng còn nhiều chẩn đoán phân biệt hơn, ví dụ như là chẩn đoán phân biệt với cả cái di căn, hoặc là trong những cái bệnh cảnh của sarcoidosis với những cái tổ chức hạt nó nằm ở trong cái nhu mô não, hoặc là những cái nhiễm nấm như vừa nãy có một bạn cũng nói đến là đặt ra cái vấn đề của cái toxoplasmosis.
Thế rồi thì là các cái bệnh lý về nhiễm ký sinh trùng, ví dụ như là cái bệnh ấu trùng sán lợn. Đấy thì có rất là nhiều các cái tổn thương chẩn đoán phân biệt khác nhau. Nhưng mà trong những cái trường hợp như thế này thì là chúng ta thấy là mỗi cái tổn thương nó có một cái giá trị, có thêm một số những cái giá trị mà có một số những cái tiêu chuẩn, một số những cái đặc điểm hình ảnh để giúp chúng ta phân biệt. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong cái trường hợp đó là chúng ta phải tìm ra được các cái bằng chứng thể hiện rằng là có cái tổn thương lao ở bên trong. Cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Đây cũng là một cái ví dụ khác, bệnh nhân nữ 41 tuổi. Bệnh nhân của bệnh viện lao và bệnh viện phổi trung ương. Và bệnh nhân này thì là cũng có các cái triệu chứng toàn thân cũng là hết sức là mơ hồ, và thường là cái triệu chứng gặp ở trong lao cũng là như vậy, với sốt nhẹ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi. Và bệnh nhân này là một cái bệnh nhân mà sau khi điều trị cái IVF, tức là có rất là nhiều những lần can thiệp vào bệnh nhân. Thế và cái xét nghiệm GenExpert của phế quản thì cũng đã chỉ ra là có cái yếu tố của lao phổi. Đấy, dịch não tủy cũng có các cái yếu tố thể hiện rằng có cái quá trình viêm ở bên trong. Thế và ở đây thì là chúng ta thấy là có tất cả các cái triệu chứng khác, ví dụ như là có hiện tượng lao kê ở phổi. Rồi ở đây thì là thấy có nhiều các cái ổ tổn thương có nằm rải rác ở trong nhu mô não, nằm trong một cái vùng phủ não rất là rộng. Thế và ở đây thì là chúng ta cũng thấy là đây là ba cái hình ảnh mà kinh điển giống như vừa nãy chúng ta đã xem đấy, tức là cái hình ảnh T1, hình ảnh T2 và hình ảnh sau tiêm. Thế thì cái này là cái này nó không có câu hỏi, nhưng mà cái này đề nghị các đồng nghiệp mà đánh vào cái mục chat box. Cái này chúng ta đưa ra cái chẩn đoán là 1 hay là 2 hay là 3 hay là 4, tức là cái này là u lao thì rất là rõ rồi, nhưng mà cái u lao này là ở cái giai đoạn nào. Đây, cái phần này thì là tôi cũng đã để bằng tiếng Việt, mời các đồng nghiệp đánh vào cái vùng chat box ấy, chỉ cần đánh cái số thôi. Mời các đồng nghiệp. Thầy ơi, thầy đang unmute thầy. Xin lỗi, tôi
Rồi tôi lại 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 đang ngắt video, ngắt micro. Tôi xin nói lại. Các bạn mở lại cái kết quả cho thầy nhìn lại. Có đây tôi vẫn còn nhìn được. Ok, trong cái trường hợp này thì là cái điều rất là đáng mừng, tức là rõ ràng rằng là cái tỷ lệ mà chẩn đoán đúng nó sẽ đã cao hơn. Nó thể hiện rằng là cái chúng ta bắt đầu nhận thức rất là đúng về cái hình thái của cái u lao. Ở đây chúng ta thấy là 50% đã trả lời đúng, tức là một cái u hạt mà đã mã độ hóa và nó chưa ở cái mức độ dịch hóa. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì ở đây trên cái chuỗi xung T2 chúng ta thấy tổn thương là một cái vùng giảm tín hiệu, nó có một cái vỏ xung quanh và cái vỏ này thì là ngấm thuốc trên cái phim sau tiêm. Các cái phim sau tiêm này đều đấy thấy có cái tính chất ngấm thuốc như vậy. Thế và ở giữa thì là giảm tín trên tín hiệu T2 và cái vùng ở giữa không có ngấm thuốc. Và nếu như mà chúng ta nói đến là bã đậu và đã dịch hóa thì là chúng ta phải nhìn thấy là trên cái chuỗi xung T2 này là bên trong của nó tăng tín hiệu, nó tăng tín hiệu hơn so với cả cái hình mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Thế thì 50% các trường hợp các bạn đã chẩn đoán đúng, tức là một cái u hạt do lao nhưng mà đã bã đậu hóa nhưng mà chưa có dịch hóa. Thế còn tiến triển mà nặng nề hơn tí nữa thì là chúng ta sẽ thấy là các cái ổ đó nó sẽ dịch hóa và nó sẽ biểu hiện là cái tăng tín hiệu T2. Rất là tiếc là cái hình ảnh này nó không có hình ảnh T2 bên cạnh. Nó sẽ tăng cái tín hiệu T2, rồi vẫn có cái ngấm thuốc hình viền và các cái hình ảnh của cái tăng tín hiệu T2 này của dịch ấy, thì nó sẽ có các cái thay đổi tín hiệu trên các cái chuỗi xung diffusion, thể hiện rằng là bên trong đấy nó đã là dịch hóa. Khi nó đã dịch hóa rồi với một cái viền ngấm thuốc ở xung quanh thì người ta gọi là đấy là các ổ áp xe, và thường là kích thước các ổ áp xe thì thường là khá là lớn chứ nó không phải là những cái hoại tử bã đậu mà chưa dịch hóa, thường có cái kích thước nhỏ hơn. Cái hoại tử bã đậu và trong đó nó có nhiều dịch để nó tạo ra một cái ổ áp xe ấy, thì là một cái bệnh cũng khá là phổ biến và thường là gặp ở những cái người nhiều tuổi hơn là những cái người ít tuổi. Về khi đó thì cái chẩn đoán phân biệt cũng có một số những cái chẩn đoán phân biệt đặt ra. Ngoài những cái tổn thương u của hệ thống thần kinh trung ương thì trong cái áp xe, trong cái hình ảnh của áp xe có nghĩa là bên trong nó đã có dịch rồi, thì chúng ta cũng phải là chẩn đoán phân biệt đấy là một cái dịch do vi khuẩn thông thường hay là đấy là một cái dịch do lao. Và cái chẩn đoán đó thì về mặt hình ảnh có thể là khá là khó khăn, nhưng mà về mặt thực tiễn thì là không phải là một cái khó khăn ghê gớm lắm, bởi vì là với một cái áp xe nào thì cũng phải tính đến chuyện là dẫn lưu. Thế và khi mà dẫn lưu thì lúc đó mới tính đến cái chuyện là chúng ta hút được cái mủ đó ra để mà đi làm các cái xét nghiệm. Thế tuy nhiên là cái hình ảnh ấy thì là mang tính chất là không đặc trưng, thế nhưng mà về mặt phổ ấy thì người ta thấy rằng là trong những cái trường hợp mà áp xe mà do vi khuẩn thông thường ấy thì là có nhiều các cái tạp chất ở bên trong, có nhiều các cái đỉnh hơn so với cả một cái áp xe mà chỉ là do lao. Thường là chúng ta chỉ thấy có cái đỉnh lipid là chiếm phổ biến. Một cái thể nữa của cái áp của cái lao của nhu mô đấy là cái lao mạc trong cái nhu mô não. Phải nói rằng là cái này là một trong những cái mà rất là nặng, ít gặp và khá là khó, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà nếu như cái bệnh cảnh lâm sàng cũng như là các cái xét nghiệm và nó không rõ rệt. Thì ở đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái lao nó không phải là thành ra một ổ, thành có một cái viền nữa, mà nó tạo ra một cái mảng lớn nằm ở cái vùng vỏ não sát với cả cái màng não. Thế và các cái xét nghiệm thường là các cái xét nghiệm về sinh hóa, xét nghiệm về miễn dịch và xét nghiệm về gen sẽ giúp cho chúng ta có thể là có được cái kết nối giữa cái nguyên nhân và cái hình ảnh để mà chúng ta có thể chẩn đoán là tuberculum thành mảng. Cái chẩn đoán cái này là một cái rất là hiếm gặp và cái chẩn đoán thì hoàn toàn không phải là chỉ là hình ảnh có thể gợi ý. Thế còn một cái nhóm bệnh lý nữa thì có thể nói là cái này thì là vô cùng khó chẩn đoán, đấy là cái hiện tượng là thay đổi cái nhu mô não khá là đa dạng, đa hình thái, chủ yếu là biểu hiện bằng các cái hình ảnh của các cái đám phù
tổ chức và cái ngấm thuốc thì là không rõ ràng. Thế thì cái này người ta, và sau đó thì khi mà tìm ra được cái bằng chứng về lao ấy, thì người ta nói rằng là đây là một cái bệnh lý não mà do lao. Thế và cái này là một cái nhóm bệnh khó, nhóm bệnh ít và rất là khó chẩn đoán, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà nếu như mà không có bằng chứng là do lao ấy, thì chúng ta phải đặt ra rất nhiều những cái chẩn đoán phân biệt khác, ví dụ như là viêm não do virus, ví dụ như là viêm não tự miễn, đều có những cái biểu hiện rất là mơ hồ, biểu hiện bằng là có các cái hình ảnh của tổn thương phù não rải rác ở nhiều các cái vị trí khác nhau. Thế và những cái trường hợp mà và cái nấm thuốc thì là không phải là thành hình viền như là cái u hạt vừa nãy, mà nó ngấm thuốc rất là lan tỏa. Thì trong những cái trường hợp như thế này thì là cái bằng chứng để mà chẩn đoán đấy là các cái bằng chứng về mặt sinh học, chứ còn thì với những hình ảnh này không thể giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán được ngay là do lao, khác với cả những cái lao mạc não ở cái vùng nền sọ. Cái phần mà lao của tủy sống ấy thì cũng gồm có những cái lao màng não ở tủy hoặc là có lao ở trong cái nhu mô tủy tạo ra các cái tổn thương viêm tủy do lao hoặc là những cái u lao ở trong tủy. Thế còn ngoài ra thì cái từ mà lao cột sống thì thực ra hai cái này thì xếp vào đây để mà chúng ta biết là trong cái vùng cột sống nó có cái những cái tổn thương đó, nhưng mà cái bệnh lý của lao cột sống thì không được gọi là cái lao của hệ thống thần kinh trung ương. Lao hệ thống thần kinh trung ương chúng ta chỉ nói đến là cái lao mặt não và cái lao nhu mô não tủy. Thì cái này thì hầu hết thì nó cũng có những cái đặc điểm chung giống như là lao nhu mô não hoặc là lao màng não ở phía trên. Tất nhiên là nó nằm trong một cái môi trường chật hẹp, cho nên là có thể rằng là cái thái độ chẩn đoán của chúng ta sẽ phải là tích cực hơn. Tóm lại là trong cái bài về lao của hệ thống thần kinh trung ương ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái lao hay gặp nhất đấy là cái lao màng não mà ở cái vùng nền sọ, và cái hình ảnh này thì lại khá là đặc trưng. Đấy, và với cái hình ảnh như thế này ấy, thì kể cả chưa có cái bằng chứng sinh học gì thì chúng ta cũng phải nghĩ đến số 1 đấy là cái lao màng não. Đấy, chỉ cần có các cái triệu chứng lâm sàng, có các triệu chứng về các cái dây thần kinh sọ và cộng với cả các cái hình ảnh của cộng hưởng từ là chúng ta có thể là nghĩ tới cái lao của màng não được. Trong khi đó thì là những cái thể mà lao ở trong nhu mô não thì là sẽ khó chẩn đoán hơn và nhiều chẩn đoán phân biệt hơn. Thế và về đặc điểm hình ảnh thì chúng ta thấy là cộng hưởng từ có một cái vai trò có cái độ nhạy cũng như độ đặc hiệu hơn hẳn so với cả cái trục cắt lớp vi tính trong cái chẩn đoán lao của cái màng não. Và chúng ta nên nhớ cái tam chứng, tức là chúng ta thấy là cái màng não thì ngấm thuốc, đặc biệt ở cái vùng nền sọ, có ứ dịch não tủy và có thể có các cái dấu hiệu thiếu máu do cái viêm của động mạch ở cái nhánh và các cái nhánh A1 và M1, cái vùng mà đi qua cái vùng nền sọ. Thế còn thì đối với cả những cái trường hợp mà lao trong nhu mô ấy, tức là nó tạo ra các cái u lao ở trong nhu mô, thì chúng ta nên nhớ rằng là có 4 cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất tức là cái giai đoạn mà đã có những cái hoại tử, chưa có hoại tử bã đậu, rồi đến có giai đoạn hoại tử bã đậu, rồi đến có cái giai đoạn là dịch hóa thì tạo ra các ổ áp xe, và cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn vô hóa. Và chụp cộng hưởng từ ấy thì đối với cả những cái trường hợp mà u ở trong nhu mô não ấy, thì chúng ta không nên chỉ dừng lại những đặc điểm về mặt hình thái, mà chúng ta cần phải có những cái cộng hưởng từ nó mang cái tính chất là chức năng, cũng như là cộng hưởng từ mang tính chất là định lượng, ví dụ như là cộng hưởng từ phổ hoặc là những cái mốt như là cộng hưởng từ chuyển từ. Thì những cái đặc biệt là cộng hưởng từ phổ thì dần dần nó cũng sẽ quen thuộc với tất cả chúng ta và máy nào cũng có thể thực hiện được. Thì chúng ta có thể là dùng cộng hưởng từ phổ này với hai cái đỉnh mà chúng ta quan tâm, đấy là cái đỉnh lipid và cái đỉnh choline, để chúng ta hướng tới đấy là một cái tổn thương có hoại tử của lao đơn thuần hay là còn có những cái thành phần hoại tử khác của để mà chúng ta chẩn đoán phân biệt. Đấy, thì tóm lại là cái bài về u não thì có thể nói rằng là nếu như mà bây giờ quay trở lại với một số những cái case study trước đây thì tôi hy vọng rằng là đại đa phần là các đồng nghiệp đã có những cái câu trả lời đúng. Tôi xin cảm ơn sự chú ý của các quý vị đồng nghiệp.